ngày 1 tháng 6, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng chuyên bảo kê các hoạt động tệ nạn xã hội như tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Băng nhóm 5 đối tượng vừa bị khởi tố bắt tạm giam gồm Văn Thế Sự, biệt danh Cọp Bãi Bổn, 35 tuổi, Huỳnh Văn Lắm, 39 tuổi, Lý Minh Thương, 37 tuổi, Lê Quốc Thanh, biệt danh Thanh Gái, 45 tuổi, cùng ngụ ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh và Vũ Minh Hiếu, 26 tuổi, ngụ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc. Các đối tượng nói trên tụ tập tại khu nhà trọ trên địa bàn ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Bản chất của nhóm này rất manh động, liều lĩnh, luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hoang mang lo lắng cho người dân địa phương. Vụ gần đây nhất mà băng nhóm của Văn Thế Sự ra tay là để giải quyết mâu thuẫn giữa đàn em của Sự với một thiếu niên 14 tuổi ở xã Hàm Ninh. Nhóm của Sự đã dùng xe tải tông vào nhóm người nhà của thiếu niên này, rồi sau đó cả nhóm lao vào đâm chém khiến một người bị thương nặng. Ngày 1 tháng 6, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 và các đơn vị liên quan bắt đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế về hành vi sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Jong Ki-won, sinh năm 1974, Park Jae-hoon, sinh năm 1983 và Jang Woo-jin, sinh năm 1980, đều có quốc tịch Hàn Quốc. Hồ sơ truy nã của Interpol thể hiện các đối tượng đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi slot trên Internet tại Việt Nam để kiếm tiền. Đây là trò chơi đánh bạc, người chơi nạp tiền để chơi và thắng thua bằng tiền. Nhóm đối tượng làm việc chung thường liên lạc qua ứng dụng Telegram và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn trong ngày nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt các đối tượng có quyết định truy nã và một số đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu làm việc, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tạm giữ 3 đối tượng trên và bàn giao cho phía Hàn Quốc tiếp nhận vào ngày 26 tháng 5 qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cho biết đã triệu tập 3 đối tượng trong một gia đình lên làm việc về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ ban đầu, từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, Trần Trường Giang, sinh năm 1991, Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1957, mẹ ruột Giang và Trần Bảo Thi, sinh năm 2007, cháu ruột Giang, đã dàn cảnh để trộm cắp tài sản tại các tiệm tạp hóa ở vùng nông thôn. Cụ thể, Thu và Thi được phân công giả vờ vào tiệm tạp hóa mua hàng nhằm phân tán sự chú ý của chủ tiệm. Sau đó Giang lẻn vào bên trong lấy trộm tài sản. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng một tháng, Giang, Thu và Thi đã thực hiện thành công ít nhất 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, Hòa Bình, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tổng số tài sản trộm cắp được gồm 7 điện thoại di động, gần 12 triệu đồng tiền mặt. Liên quan đến vụ vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an các đơn vị đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý hành chính 37 đối tượng, thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan. Qua điều tra, từ giữa năm 2022 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 109.000 viên thuốc lắc, 80 kg ketamine, ma túy đá và 3.000 gói nước vui dạng ma túy mới, với tổng số tiền giao dịch hơn 52 tỷ đồng.
Từ ngày 1 tháng 6, Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức thu phí mới khi người dân thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ và đăng ký giao dịch đảm bảo. Cụ thể, với phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ, tăng mức phí với trường hợp chuyển nhượng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư từ 1,01 đến 1,4 triệu đồng, cơ quan tổ chức cơ sở tôn giáo từ 1,8 đến 2,25 triệu đồng và bổ sung mức phí với việc cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và các loại biến động. Riêng phí đăng ký giao dịch đảm bảo giữ nguyên trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm như trước. Với trường hợp thế chấp mức thu với hộ gia đình, cá nhân từ 720.000 đồng đến 1 triệu đồng, cơ quan tổ chức từ 1,55 đến 1,95 triệu đồng. Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 31 tháng 5 có bài Ruộng đồng bỗng nhiên nhiễm mặn, phản ánh vụ hàng trăm hecta lúa và hoa màu của hơn 1.000 hộ dân ở vựa lúa Thái Bình chết lụi dần, nghi do nước mặn từ cống điều tiết mặn ngọt Cao Cổ ở xã An Tân, huyện Thái Thụy vào nội đồng. Người dân ở đây đã gửi nhiều đơn thư hoặc phản ánh tới Ủy ban Nhân dân xã An Tân, nhưng chưa được giải quyết nên tiếp tục gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy để kêu cứu. Nhóm phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để tìm hiểu thêm thông tin. Ông Lê Văn Nghiên, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy cho biết, sau khi nhận được đơn của bà con, huyện đã giao cho xã giải quyết. Tuy nhiên, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy cho rằng, bà con nông dân ở xã này khi gặt xong vụ mùa thường để ruộng hoang, không chịu làm đất, cày ải, phơi ải, nên cỏ dại ăn hết chất trong đất. Vì vậy, lúa vụ chiêm thường năng suất kém, chỉ được vài chục cân mỗi sào bắc bộ, không phải đạt 2 đến 2,5 tạ một sào như bà con thông tin. Ông Nghiên cho biết thêm, đã giao Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xuống xác minh. Nếu xác minh lúa chết đại trà thì có thể do thẩm thấu mặn qua đê. Đồng thời cũng xác định việc canh cống, xem chính quyền cơ sở mở nước, tháo nước như thế nào. Nếu lúa chết lỗ chỗ, theo vùng thì phải xem xét ở nguyên nhân khác. Khi được liên hệ để tìm hiểu thêm lý do đồng ruộng có dấu hiệu bị ngộ độc mặn nhiều tháng nay, ông Nguyễn Thành Đồng, trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện trả lời, tôi khẳng định là do thời tiết. Điều khiến nhiều hộ dân bức xúc là đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chuyên môn của địa phương chỉ phỏng đoán mà chưa lấy mẫu nước, mẫu đất trên đồng ruộng để kiểm tra tìm nguyên nhân. Người dân không được trả lời làm rõ nguyên nhân nên rất hoang mang. Bởi nếu đồng ruộng bị nhiễm mặn do xả nhầm nước mặn, thì phải nhiều vụ sau mới có thể gieo trồng trở lại. Liên tiếp thời gian gần đây, các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều ca đến khám và điều trị bệnh tay chân miệng. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện khoa có tới 24 trường hợp phải điều trị nội trú. Ngoài ra, mỗi ngày bệnh viện còn tiếp nhận, khám và điều trị ngoại trú cho hàng chục trường hợp mắc tay chân miệng. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện khoa đang điều trị cho 14 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có 2 ca nặng. Số ca nhập viện không nhiều, nhưng tỷ lệ có diễn tiến nặng chiếm tới 30%. Theo bác sĩ Trần Ngọc Lưu, khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhiều trẻ đã khỏi bệnh tay chân miệng, nhưng nếu tiếp xúc với nguồn lây vẫn có nguy cơ mắc bệnh, bởi miễn dịch ở trẻ đối với bệnh tay chân miệng không bền vững. Do chưa có vaccine phòng ngừa, nên phụ huynh hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người bệnh. Nếu mắc bệnh nên cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan. Luôn giữ vệ sinh môi trường sống, khử khuẩn bề mặt tiếp xúc và đồ chơi của trẻ. Thường xuyên rửa tay và nhắc trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.